Kính thưa quý vị, không ai khác đó chính là nữ minh tinh màn bạc xinh đẹp kiêu kỳ Huyền Mai. Em chào chị. Chào em. Em cảm ơn chị đã đến với Khu Vườn Ngôi Sao. Em tin chắc chắn là chị có một kẻ thù. Chị biết kẻ thù là ai không? Thời gian. Là tại vì thời gian không thể nào mà làm cho chị có thể lu mờ nhan sắc của mình được hết á. Trời ơi, bí quyết làm sao vậy chị? Bí quyết là chị ăn nhiều đó cưng. Nói chung là chị thích ăn. Chị ăn rất là nhiều và ăn đủ thứ mọi thứ trên đời. Trời. Cái gì mà ai mà con người ăn được là chị ăn được hết. Chào em. Trời ơi, đẹp trai thiệt. Dạ. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa. Cài. Ớt. Dạ không. Không phải. Màu vàng trong, ở trong màu vàng. Bồ tạc. Không dạ. phải. Wasabi. Trong cái củ đó màu vàng. Phạm Quy rồi. Mời chị. Giòn dữ vậy.